Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2024, chiều nay, Thành ủy Đà Lạt tổ chức lễ trao huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 98 đảng viên. Tham dự có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Đà Lạt và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Lạt. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt Ngô Thị Mỹ Lợi đã ôn lại chặng đường 94 năm hào hùng và vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên nhiều kỳ tích, từ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước tới xây dựng phát triển đất nước trong thời bình. Trong suốt 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân đặt trọn niềm tin vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đất nước, là lực lượng tiên phong của giai cấp nông dân, công nhân và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Đảng bộ chính quyền thành phố Đà Lạt đã không ngừng phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện thành công các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện ngày một tốt hơn vai trò phục vụ nhân dân, từng bước nâng cao đời sống người dân, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dịp này, Thành ủy Đà Lạt đã trao tặng huy hiệu 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 98 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Đà Lạt. Trong đó, 6 đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 15 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 17 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 23 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 21 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước về sự đóng góp đáng kể vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự phấn đấu rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đồng chí đảng viên. Dù tuổi tác và sức lực khác nhau, quá trình, địa vị công tác, vị trí xã hội, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng các đồng chí đảng viên đã chung sức, chung lòng, đồng tâm, hiệp lực cùng với toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố Đà Lạt không ngừng phát triển, ngày càng toàn diện, hướng đến xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.